Lại một năm nữa sắp trôi qua. Vâng, vậy chỉ còn hơn một tháng nữa thôi ạ, là kết thúc năm 2023 rồi. Một năm đầy những biến cố khó khăn của thị trường nói chung và ngành bất động sản nói riêng. Và chủ căn nhà vườn góc hai mặt tiền này cũng không ngoại lệ, cũng đang rất là ngọt rồi. Hiện tại thì cách đây 5 tháng về trước, gia chủ có gửi em bán với mức giá là 3 tỷ 2. Và sau 5 tháng từ đó đến nay vẫn chưa bán được nhà, nên gia chủ đã gửi em lại với mức giá là 2 tỷ 7 còn thương lượng ạ. Hy vọng lần này cô chú anh chị khách hàng mình xem được video clip của em thì sẽ chốt luôn sản phẩm này nha. Một lô góc hai mặt tiền rất đẹp, vị trí trung tâm kinh doanh buôn bán, mặt tiền đường liên huyện, đang được quy hoạch mở rộng là đường 32m ạ. Và một mặt tiền đường bê tông có chiều rộng lòng đường là 6m. Ngôi nhà vườn này thì đang được gia chủ cho thuê ạ. Nhà vườn của chúng ta thì sát với trường học và chợ, là khu vực trung tâm của xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ạ. Và mặt tiền đường chính của chúng ta là mặt tiền DH507, là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối giữa xã và tỉnh ạ. Và hiện tại thì ngôi nhà vườn này có diện tích hiển thị trên sổ, ngang là 12, chiều dài là 54.1, có 400m đất ở nông thôn, tổng diện tích là 661m2. Và diện tích thực tế hiện tại đang sử dụng là ngang 13.41, có chiều dài là 54.7 và có 400m đất ở nông thôn, tổng diện tích là 725.4m2 ạ. Mảnh đất này thì được quy hoạch là đất phun hồng, đất ở nông thôn ạ. Ngôi nhà vườn của chúng ta thì sát với là trường học, trường tiểu học của xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ngôi nhà nằm tọa lạc tại vị trí trung tâm của xã, ấp 30 tháng 4. Ngôi nhà vườn của chúng ta nằm ngay tại vị trí trung tâm đắc địa. Hiện tại thì đang cho thuê và người thuê này thì đang kinh doanh buôn bán về các mặt hàng đồ hải sản tươi sống. Cô chú anh chị hãy cho em xin một like và một đăng ký kênh để theo dõi những bất động sản mới nhất. Em thường xuyên đăng vào hàng ngày, mong cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ em hơn nha. Quay trở lại với ngôi nhà của chúng ta. Nhà này thì được gia chủ xây dựng theo quay về hướng Tây. Sân hiên rộng rãi, mọi người có thể để ô tô được thoải mái ạ. Và đặc biệt hơn nữa là nhà của chúng ta là sát vách với trường tiểu học của xã An Linh. Hiện tại thì đang cho anh chị này thuê để kinh doanh buôn bán. Và ngay trong video thì em có chia sẻ là diện tích hiển thị trên sổ chỉ có là 661m2 thôi ạ. Là từ vị trí em Hưng đang đứng đây. Đây ạ, từ khu vực này dứt ra phía bên ngoài. Đó, còn từ đây vào bức tường này là diện tích của nhà trường. Tuy nhiên thì nhà trường đã xây dựng bức tường kiên cố rồi, nên là diện tích đất này của chúng ta là được sử dụng bình thường nha. Đồng nghĩa với việc á là cô chú anh chị mình mua vào là lên sổ mới là sẽ được cập nhật cái diện tích đấy nha. Nên là em Hưng mới báo là diện tích thực tế là ngang là 13.41, có chiều dài là 41.1, có 400m đất ở nông thôn, tổng diện tích của chúng ta sử dụng thực là 725.4m2. Trên đất có một ngôi nhà cấp 4 được xây dựng với diện tích ngang 5, dài 20 theo hình chữ L ạ. Sân hiên rộng rãi. Hy vọng là lần này cô chú anh chị mình coi được video clip của em thì sẽ ủng hộ em một sản phẩm nhé, để cho em năm nay có một cái Tết có bánh chưng nhân thịt ạ. Vâng ạ, hiện tại thì ngôi nhà này thì đang được cho thuê nên em cũng không có tiện vào để quay. Em chỉ quay bên ngoài để giới thiệu đến cô chú anh chị mình thôi ạ. Khu vực này thì đang sử dụng là hệ thống nước là nước sạch và nước giếng. Đằng sau nhà của chúng ta là còn không gian đất rất là rộng rãi, đất phù hợp để cô chú anh chị mình mua vào để thiết kế mô hình quán cà phê, kinh doanh buôn bán hoặc cửa hàng bách khoa ở đây ạ. Ở khu vực này thì chưa có ai mở cửa hàng bách khoa đâu ạ. Đất thì rất là rộng rãi. Đằng sau nhà thì gia chủ có thiết kế thêm cái nhà vệ sinh ở đây để phục vụ mô hình kinh doanh. Nhà vệ sinh ở ngoài đây ạ.
Nhà của chúng ta thì có đầy đủ các công năng là một phòng khách, hai phòng ngủ, không gian nhà tắm, nhà vệ sinh. Và từ vị trí em đang đứng đây, di chuyển qua bên bức tường này là diện tích đất của nhà trường. Tuy nhiên thì nhà trường đã xây dựng hàng rào kiên cố rồi, nên mảnh đất này được chúng ta sử dụng thoải mái nha, không vấn đề gì hết ạ. Và khi chuyển đổi sổ mới thì sẽ được cập nhật cái diện tích này hiển thị trên sổ cho cô chú anh chị mình luôn. Sau đây em Hưng xin được báo các tiện ích quanh vị trí ngôi nhà vườn này để mọi người mình cùng tham khảo ạ. Vâng, cách với vị trí ngôi nhà vườn của chúng ta trong bán kính là 650m, chúng ta sẽ tiếp cận đến là Ủy ban Nhân dân của xã An Linh, Y tế, Bưu điện, Công an, chỉ trong bán kính là 650m thôi ạ. Ngoài ra thì trong bán kính là 210m, cô chú anh chị mình sẽ tiếp cận đến là chợ của An Linh, gara sửa chữa xe ô tô, tiệm thuốc tây, rồi tất cả các mặt hàng kinh doanh buôn bán. Và đây là tuyến đường bê tông có chiều rộng là 6m, khu vực dân cư đông đúc ạ. Và đây là khuôn viên của nhà trường. Nhà trường của chúng ta là có sát bên là trường cấp 1 và kế bên nữa là trường mầm non của xã An Linh. Đây cũng là khu vực trung tâm của xã An Linh. Một cái vị trí rất đắc địa ạ. Và hiện tại thì gia chủ cũng đang rất là kẹt tiền rồi, nên gửi em bán với mức giá là 2 tỷ 7 ạ. Sau nhiều lần giảm giá, chỉ còn cái mức giá này thôi, vẫn còn thương lượng. Mong cô chú anh chị mình sẽ chốt ngay sản phẩm này nhé. Đối với cô chú anh chị mình nhà có con nhỏ đang đi học như trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2, chúng ta di chuyển chỉ trong bán kính là vài bước chân thôi ạ. Và di chuyển ra trường cấp 3 thì ở ngoài bên xã Tân Hiệp, trong phạm vi là 4,7 km, chúng ta sẽ di chuyển đến đó. Và từ vị trí nhà vườn này chúng ta di chuyển ra trung tâm thị trấn Phú Giáo chỉ trong bán kính là 10 km thôi ạ. Nhà vườn của chúng ta thì có một cây bưởi thì rất là sai trái ở đây. Vào cách đây 5 tháng về trước khi em quay ngôi nhà vườn này thì còn rất là trống tranh. Tuy nhiên thì bây giờ đang cho người ở thuê, người ta kinh doanh lại rồi. Thì em thấy là rất là sạch sẽ, cũng như là không gian mát mẻ, người ta tận dụng rất là nhiều ở đây. Mọi người quan tâm về sản phẩm này thì hãy liên hệ với em Hưng ngay qua số điện thoại 0962 071 298, hoặc kết nối với em qua Zalo 0928 071 298 ạ. Vâng, hôm nay em Hưng đi quay vào ngày có một cái đám cưới ở ngay đây. Mọi người đang tập trung đây ăn đám ở đây ạ. Rất là đông luôn. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc ạ. Vâng, quay ngược trở lại với ngôi nhà thì cái vị trí này thì rất là đẹp rồi. Hy vọng là cô chú anh chị mình xem được video clip này của em á, thì hãy liên hệ với em ngay nha. Hiện tại gia chủ rất là kẹt tiền rồi ạ. Mong là trong năm 2023 này thì sẽ bán được ngôi nhà này để thanh toán những khoản nợ của gia chủ ạ. Một vị trí kinh doanh buôn bán rất là đẹp, sầm uất nhất của xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ạ. Cách với Ủy ban Nhân dân của chúng ta chỉ trong là 650m thôi. Nói chung là trong bán kính 650m, cô chú anh chị mình sẽ tiếp cận đến là Ủy ban Nhân dân xã An Linh, Y tế, Bưu điện, Công an, trường, chợ, gara sửa chữa xe ô tô, rồi tiệm thuốc tây, tất cả các mặt hàng, quán xá, kinh doanh buôn bán ở đây ạ. Là khu vực trung tâm. Cách đây 5 tháng về trước thì gia chủ có gửi em bán với mức giá là 3 tỷ 2. Tuy nhiên thì trong 5 tháng vừa rồi thì chưa có bán được sản phẩm này, nên gia chủ đã tiếp tục hạ giá từ 3 tỷ 2 xuống 3 tỷ và bây giờ là 2 tỷ 7 thôi ạ, vẫn còn thương lượng. Mọi người quan tâm về sản phẩm này thì hãy liên hệ với em ngay nha. Đường của chúng ta thì đã được làm cống rãnh thoát nước đầy đủ hết rồi ạ. Là khu vực trung tâm trọng yếu nhất của xã An Linh, kế bên trường học luôn, một vị trí rất là đắc địa. Và hiện tại thì bây giờ em sẽ di chuyển đến trường học để cô chú anh chị mình cùng tham khảo ạ. Và khu vực này thì kinh doanh buôn bán đa dạng, đa ngành nghề. Nói chung là ngôi nhà vườn này của chúng ta khi cô chú anh chị mình mua vào thì rất đa dạng các lĩnh vực để mọi người mình có thể thỏa sức sáng tạo ạ.
Nhà vườn của chúng ta thì sát với bức tường của trường tiểu học xã An Linh, và cổng trường thì cách với nhà vườn của chúng ta chỉ vài bước chân thôi ạ. Vâng, hiện tại thì em đã di chuyển đến cổng trường của xã An Linh của chúng ta rồi. Đây là trường cấp 1 ạ. Và kế bên trường cấp 1 là trường mầm non của xã An Linh. Đây cũng là khu vực trung tâm sầm uất nhất. Và hiện tại em đi quay vào lúc là 12 giờ trưa, nên khoảng thời gian này là mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi ạ. Trong thời gian em di chuyển thì em xin chia sẻ lại về diện tích hiển thị trên sổ để mọi người cùng tham khảo ạ. Diện tích hiển thị trên sổ của chúng ta có cái là chiều ngang 12m, chiều dài là 54.1m, có 400m đất ở nông thôn, tổng diện tích là 661m2. Nhưng diện tích thực tế mình sử dụng là có chiều ngang 13.41, chiều dài là 54.1, có 400m đất ở nông thôn, tổng diện tích thực tế sử dụng là 725.4m2 ạ. Đây là khu vực trung tâm. Em vừa di chuyển qua trường mầm non của xã An Linh rồi ạ. Và tiếp tục di chuyển nữa, chúng ta sẽ tiếp cận đến là bên Ủy ban Nhân dân, Y tế, Bưu điện, chợ, gara sửa chữa ô tô. Ôi, nói chung rất là gần thôi cô chú anh chị ơi. Thì sau đây em mời mọi người mình cùng quan sát hình ảnh trên flycam để cô chú anh chị mình có thể biết thêm được thông tin chi tiết về khu vực. Vâng, đây là một cái ngã ba. Ngã ba này thì kết nối giữa An Linh và An Long ạ. Ngã ba này thì đang được quy hoạch mở rộng là thành một cái ngã tư ạ. Đường rất là lớn ở đây. Và tuyến đường liên huyện liên tỉnh của chúng ta là tuyến đường DH507. Tuyến đường này thì đang được quy hoạch mở rộng là đường 32m ạ. Khu vực ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc, là khu vực trung tâm của xã An Linh, hay thường gọi là ấp 30 tháng 4 ạ. Vâng ạ, bây giờ em xin được khép lại video tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều đã bớt chút thời gian ra xem hết video clip của em ạ.